chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về ThinkPad X1 Nano Gen 2 Core i7 2022. Vốn được biết đến là là thế hệ tiếp nối cho sự thành công của dòng sản phẩm Nano trước đó năm 2021. Chiếc máy có trọng lượng nặng hơn so với bản tiền nhiệm X1 Nano nhưng vẫn đạt độ mỏng nhẹ tối đa và vô cùng tinh tế dành cho người dùng. Với chất liệu kim loại Magi đặc trưng sẽ hạn chế được các hiện tượng flex thường gặp ở laptop, máy tính sách tay. Đồng thời, X1 Nano Gen 2 vẫn được thiết kế là một máy tính sách tay giữ nguyên màu sắc đen chủ đạo. Cảm giác khi cầm Lenovo X1 Nano Gen 2 trên tay đó là sẽ thấy được sự chắc chắn, gọn, vừa với tay nắm. Những công nghệ hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình lên đến 2K, 2160 x 1350, đạt 100% sRGB, độ sáng tối đa đến 450 nits. Ngoài ra, màn hình chế độ cảm ứng hỗ trợ thêm cả Dolby Vision giúp hình ảnh hiển thị rõ nét, sống động và có chiều sâu hơn. ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022 trang bị CPU 12th Generation Intel Core i7-1260P processor, e-core max 3.40 GHz, b core max 4.70 GHz with 2 boost, 12 nhân, 16 threads 18 MB cache. Là CPU Intel thế hệ 12 sử dụng kiến trúc lai với lõi Golden Cove và Grey mong cho khả năng xử lý nhanh chóng, mượt mà đa tác vụ, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Với đặc điểm trên, Máy ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022 có thể đáp ứng tốt các nhu cầu công việc tính chất từ đơn giản cho đến chuyên nghiệp ở vị trí của Media, Edit. Bàn phím sở hữu hành trình phím nông, khoảng 1,5mm như phiên bản tiền nhiệm, nhưng vẫn cho trải nghiệm gõ rất đầm tay. Touchpad có vẻ như đã được cải thiện về kích thước, phần bề mặt vẫn luôn được phủ một lớp kính mịn cao cấp, vốn đã là đặc trưng của dòng X1. Điểm nổi bật của Touchpad Lenovo nói chung và ThinkPad nói riêng là luôn được trang bị Windows Precision Driver cho cảm giác sử dụng chính xác,

Kết nối không dây Intel Wi-Fi 6 ax 211802 11 x 2x2 và Bluetooth 5.2 LTE. Cổng kết nối 2 USB 4 Thunderbolt 4, combo headphone mic. Pin 3 cell 48W. Hệ điều hành Windows 10 và 11. Năm sản xuất 2022. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé